Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ tư ngày 9 tháng 3 năm 2022 của 12 con giáp. Thông tin tổng quan ngày 9 tháng 3 năm 2022, tức ngày 7 tháng 2 âm lịch, ngày Tân Dậu, cụ thể như sau. Tuổi sinh ngày: Quý Mão, Kỷ Mão, Ất Sửu, Ất Mùi. Tuổi hợp trong ngày: Ngày Dậu lục hợp tin, Tam hợp Sửu và Tỵ thành kim cục. Giờ hoàng đạo trong ngày: Giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ và giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Hướng tốt xuất hành sẽ là hướng Tây Nam. Xem tử vi hàng ngày, dự báo 3 tuổi lộc về âm âm trong ngày thứ tư này sẽ là các tuổi Sửu, tuổi Thìn hay tuổi Tỵ. Để biết vận trình của bạn tốt xấu ra sao, mời các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 9 tháng 3 năm 2022 của 12 con giáp chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý, ngày mới gặp tường phá nên công việc không tốt. Tuổi Tý đi làm hôm nay dễ bị đồng nghiệp đặt điều nói xấu hoặc bị cấp trên làm khó, gặp khách hàng vô duyên khó tính. Bạn chỉ nên tin vào bản thân mình, có kẻ sắp ném đá giấu tay. Mặt tình cảm, nhờ vào cục diện kim sinh thủy nên các bạn trẻ sẽ được người bạn đời yêu thương và chăm sóc. Đây cũng chính là hậu phương vững chắc để bạn có thể thực hiện được những ước mơ của mình. Người lớn tuổi thì con cháu ngoan ngoãn, hiếm khi phá vách. Thực thân trợ mệnh đem đến cho người tuổi Tý nhiều cơ hội kinh doanh. Bạn có tài chính khởi sắc, việc kinh doanh buôn bán khá thuận lợi nhờ được lộc. Tử vi tuổi Giáp Tý, kim, chăm chỉ tập thể dục thể thao là cách bạn yêu thương chính mình. Tử vi tuổi Bính Tý, thủy, chuyện trong gia đình khiến cho bạn mệt mỏi. Tử vi tuổi Mậu Tý, hỏa, nếu thích gì thì cứ mua theo sở thích của mình. Tử vi tuổi Canh Tý, thổ, nên chú ý hơn đến sức khỏe của bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mộc, tiền bạc đều có sự chuyển biến tích cực. Con số may mắn: 4, 9, giờ tốt 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường: vàng, nâu, quý nhân phù trợ, thìn, thân. Tử vi tuổi Sửu, xem tử vi hàng ngày, thiên ấn chiếu mệnh nên những bạn làm y học, luật sư, tôn giáo, kỹ thuật, nghề tự do sẽ có một ngày bình yên. Nhiều người may mắn hơn thì đạt được thành tích ngay trong ngày. Tuy nhiên, làm việc thì phải mềm mỏng, nhẹ nhàng, không được quá cáu gắt hay là cứng nhắc. May mắn được tam hợp nâng đỡ nên tất cả các mối quan hệ của người tuổi Sửu trong ngày đều khá tốt. Bạn sống biết điều, không để ai thiệt thân nên rất dễ thu hút được nhiều người tốt bụng để làm quen. Hy vọng tuổi Sửu luôn phát huy được ưu điểm này. Cục diện thổ sinh kim là điềm lành, dự báo đường tài lộc gặp được nhiều may mắn. Đặc biệt là với những người đang có ý định đề xuất được tăng lương hay lên vị trí mới. Tử vi tuổi Ất Sửu, kim, bạn gặp một vài vấn đề về sức khỏe. Tử vi tuổi Đinh Sửu, trở nên lờ là với sức khỏe của bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, hỏa, bạn chưa nhận ra được điểm yếu của mình. Tử vi tuổi Tân Sửu, thổ, cứ suy nghĩ nhiều khiến cho đầu óc trở nên căng thẳng. Tử vi tuổi Quý Sửu, mộc, hôm nay bạn không cần phải lo lắng nhiều về vấn đề tiền bạc. Con số may mắn: 2, 4, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường: tím, xanh lá, quý nhân phù trợ: Dậu, Tý. Tử vi tuổi Dần, ngày mới có chính tài chiếu mệnh nên con giáp tuổi Dần rất cần cù chăm chỉ, thức khuya dậy sớm vì lo lắng cho công việc. Bạn làm việc rất minh bạch và liêm chính và được cấp trên coi trọng. Tuy nhiên, nếu biết tham vọng hơn thì có lẽ cũng sẽ tốt hơn. Kim khắc mộc, chuyện tình cảm của con giáp này dễ gặp phải những mâu thuẫn sâu sắc với những người trong gia đình, xuất phát từ những lợi ích cá nhân. Người độc thân thì chưa sẵn sàng cho các mối quan hệ mới bởi bạn cảm thấy đây chưa phải lúc là yêu đương. Trong ngày này, bạn sẽ phải khó lo lắng khá nhiều về chuyện tiền bạc. Tiền dù kiếm không ra, nhưng các khoản phải chi thì cứ liên tục gia tăng. Cứ đà này thì số tiền ít ỏi trong túi của bạn sẽ bốc hơi nhanh chóng. Tử vi tuổi Giáp Dần, thủy, bạn hãy tập hài lòng với những gì mình đang có. Tử vi tuổi Bình Dần, hỏa, đừng cố gắng tỏ ra mình là người thừa năng lực. Tử vi tuổi Mậu Dần, thổ, chuyện tình cảm của tuổi này không được tốt cho lắm. Tử vi tuổi Canh Dần, mộc, chuyện tiền nong khiến cho con giáp này mệt mỏi. Tử vi tuổi Nhâm Dần, kim, bạn hy vọng sẽ có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn. Con số may mắn: 3, 6,
giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường: cam, trắng, quý nhân phù trợ: ngọ, hợi. Tử vi tuổi Mão. Thiên tài chiếu mệnh nên người tuổi Mão là những người có tài, dù làm công việc gì cũng nhanh nhẹn, khéo tạo dựng được mối quan hệ làm ăn. Tuy nhiên, con giáp này dễ thiên về sự hào nhoáng ba hoa nên cẩn thận có kẻ gián định bợ làm hỏng việc trong ngày. Vận lần tương xung nên các mối quan hệ giữa bạn và con cái hoặc anh em trong nhà không được tốt cho lắm, nhiều khi ức chế nhưng không thể nói ra. Trong lòng có nhiều tâm tư lại không biết tâm sự cùng ai, đôi khi mệt mỏi lại ở trong chính gia đình của bạn. Vì kìm khắc mộc nên tuổi này ra ngoài không nên nghe theo lời người khác rót tiền đầu tư linh tinh, kẻo mất cả chỉ lẫn chai. Đi đâu cũng nên bảo quản tư trang cá nhân thật kỹ càng. Hôm nay bạn cũng không nên cho người khác mượn xe hay vay mượn tiền bạc. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, bạn tự chăm sóc cho bản thân mình là chính. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hòa, tự lực cánh sinh, hiếm khi nhờ vả người khác. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, nay làm bất cứ việc gì cũng phải cần thật cẩn trọng. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, những mâu thuẫn trước đó không còn tồn tại nữa. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, bạn đã gây được ấn tượng tốt với mọi người. Con số may mắn: 7, 4, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường: đen, vàng chanh, quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất. Tử vi tuổi Thìn. Xem tử vi hàng ngày, dự báo người thứ tư này người tuổi Thìn sẽ được lục hợp tương trợ nên rất thông minh, biết cách lập kế hoạch làm ăn. Bạn nhận thấy rằng dựa vào bản thân mình chính là chỗ dựa vững chắc nhất. Bạn làm việc luôn đặt cái tâm lên hàng đầu và coi trọng cả vấn đề về đạo đức. Mặt tình cảm nhờ thổ sinh kim nên những người bạn đang yêu cực kỳ ngọt ngào. Bạn thấu hiểu cho sự bận rộn của nửa kia và ngược lại. Người đã có gia đình hay những người thân hỗ trợ và thông cảm, bạn cũng luôn hết mình vì gia đình mình. Đường tài lộc có chính ấn ở bên mà người tuổi Thìn lại không ham danh lợi nên bạn vẫn chưa có ý định cầu tiến thật sự. Bạn không phải là người bất tài nhưng vì quá an toàn, an phận thủ thường, lười cầu tiến vì sợ thất bại nên tài lộc cũng chưa thể được bứt phá. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hòa, tài vận trong ngày vô cùng hanh thông. Tử vi tuổi Bình Thìn, Thổ, bản mệnh làm gì cũng đều có quý nhân tương trợ. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, bạn cứ mạnh dạn thể hiện bản thân. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, nay bạn sẽ phải để tâm hơn tới sức khỏe của mình. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, bạn nên hạ thấp cái tôi của bản thân xuống một chút. Con số may mắn: 0, 5, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, cam, quý nhân phù trợ: Dậu, Tí. Để xem tuổi của bạn một cách nhanh nhất, hãy chọn mốc thời gian tương ứng đã được chú thích trong phần mục lục ngay dưới đây. Tử vi tuổi Tỵ. Hôm nay, tuổi Tỵ được chính quan trợ vận nên những người đang thi cử hay xin việc làm quan đều sẽ gặp được nhiều thuận lợi. Mọi việc của người tuổi Tỵ đang thuận lợi hơn cả khi mà con giáp này được phát huy hết những ưu điểm của mình. Nhưng tình cảm thì lại có phần ngược lại. Vì hỏa khắc kim nên đôi khi tuổi này còn khá nóng tính. Bản mệnh đừng có kiểu sớm nắng chiều mưa nữa. Nếu làm như vậy, chỉ gây ảnh hưởng tới nhân duyên cũng như hòa khí trong gia đình mình. Tiền bạc may mắn là nhờ có tam hợp giúp đỡ nên người tuổi Tỵ rất chịu khó, có nguồn thu nhập vững vàng, không cần phải lo lắng về vấn đề tài chính thêm nữa. Con giáp này cũng đã nhận được sự ủng hộ của mọi người trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hòa, bạn cảm thấy bản thân luôn phải gồng gánh vất vả. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, hà cớ chi phải buồn vì một người không xứng đáng. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, thứ sâu hơn biển chính là lòng người. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, sẽ có lúc bạn đưa ra những quyết định sai lầm. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, bạn dễ bị người ngoài làm tổn thương. Con số may mắn: 9, 4, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường: đỏ, nâu, quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ hôm nay gặp thiên quan nên đi làm phải cực kỳ cẩn thận, dễ xảy ra sai sót trong công việc hoặc gặp những trục trặc bất ngờ. Hùng tình chiếu mệnh còn gây ra những mâu thuẫn với đồng nghiệp của con giáp này. Ngũ hành hỏa khắc kim nên con giáp này cũng khá là cô độc trong chuyện tình cảm. Người ấy không thấu hiểu cho nỗi vất vả của bạn. Người lớn tuổi thì vẫn phải bươn chải hàng ngày vì gia đình, lo lắng cho con cái, hiếm khi đầu óc được nhàn hạ. Hôm nay, bản mệnh nên tham khảo ý kiến của những người thân thiết trước khi đưa ra những quyết định liên quan đến chuyện tiền bạc. Những quyết định vội vàng mà bạn cố chấp đưa ra trong ngày khi đầu óc thiếu tỉnh táo có thể khiến cho bạn tiền mất tật mang. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, người không tốt thì không nên tiếc.
Tử vi tuổi Bình Ngọ, Thủy, chật vật một mình mãi cũng quen. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, dành thời gian cho ai là quyền của chính bạn. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, bạn luôn mỉm cười dù trong lòng là bão tố. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, lúc nào bạn cũng quan tâm đến cảm xúc của người khác. Con số may mắn 6, 1, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tương, hồng, đen, quý nhân phù trợ, Tuất, Dần. Tử vi tuổi Mùi, xem tử vi hàng ngày, thiên ấn chiếu mệnh có lợi cho những người làm nghề tự do, y dược hay là dịch vụ. Ăn nên làm ra, bạn sẽ không phải suy nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên, tử vi nhắc nhở bạn hôm nay làm gì cũng nên đặt cái tâm của mình vào trong đó thì mới có thể duy trì lâu dài được. Cục diện ngũ hành thổ sinh kim nên chuyện tình duyên cũng khá là tươi sáng, đôi lứa ngày càng thêm hạnh phúc. Dù rằng cả hai vẫn còn nhiều cản trở nhưng tình cảm chân thành vẫn đang dành cho nhau. Tài lộc trong ngày tương đối ổn định, không phải hao tốn quá nhiều. Con giáp này biết xoay sở kiếm tiền, không ngại khó khăn vất vả nên cũng có chút của ăn của để. Trong ngày còn có lộc tiền thưởng hay các khoản thủ phụ tìm đến tới tất. Tử vi tuổi Ất Mùi, kim, có người muốn gửi lời cảm ơn tới bạn. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thủy, hy vọng nhiều để rồi thất vọng lắm. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, hỏa, mỗi ngày thức dậy đều hy vọng mọi chuyện sẽ tốt lên. Tử vi tuổi Tân Mùi, thổ, đừng nên suy nghĩ quá nhiều. Tử vi tuổi Quý Mùi, mộc, bạn học được cách không còn mong chờ thêm nữa. Con số may mắn 7, 9, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tương, trắng, đỏ, quý nhân phù trợ, ngọ, mão. Tử vi tuổi Thân, kiếp tài chiếu mệnh, cảnh báo người tuổi Thân đi làm dễ bị ghét dù bạn chẳng làm việc gì có lỗi cả. Có người trước mặt thì vui vẻ, thân thiện nhưng sau lưng lại chỉ mong bạn thất bại, làm hỏng việc. Bạn không nên đặt lòng tin vào quá nhiều người dù có thân thiết đến mức nào. May mắn mà tình cảm nhờ tào ngộ tương trợ nên con giáp này có mối quan hệ trong nhà khá hài hòa. Bạn được nhiều người xung quanh yêu mến. Nay bạn sẽ dành thời gian cho gia đình và người thân yêu nhiều hơn. Đường tài lộc có hai hành kim tương hòa nên nhờ có đầu óc thông minh bạn có thể thấy được những cơ hội mà người khác không nhìn ra. Hôm nay sẽ là ngày bình ổn nên bạn có thể khai trương khởi nghiệp hoặc đi làm ăn xa được. Tử vi tuổi Giáp Thân, thủy, không ai thương mình bằng chính bản thân. Tử vi tuổi Bình Thân, hỏa, sống trên đời đừng dựa dẫm vào ai cả. Tử vi tuổi Mậu Thân, thổ, bùn ở dưới chân, con trên đầu chính là nắng. Tử vi tuổi Canh Thân, mộc, bao kẻ ngoài kia chỉ đang chờ bạn gục ngã mà thôi. Tử vi tuổi Nhâm Thân, kim, cứ lạc quan, chắc chắn yên bình sẽ đến. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tương, bạc, tím, quý nhân phù trợ, Thìn, Tý. Tử vi tuổi Dậu, tử vi hàng ngày nhận thấy vận lâm tự hình nên tâm trạng của người tuổi Dậu có phần tiêu cực, trong công việc thì hay tự làm khổ mình. Bạn cố chấp, không thích người khác xen vào việc của mình, có xu hướng nói năng quá thẳng mà không kiêng nể ai. Tuổi này nếu không thay đổi thì sẽ gặp khó khăn trong sự nghiệp. Tỷ Kiền xuất hiện, tình cảm anh chị em trong nhà chưa được hàn gắn thực sự, phần lớn là do mỗi người mỗi nơi nên hiếm có cơ hội đoàn tụ hâm nóng tình cảm. Người độc thân thì mải kén chọn nên vẫn chưa có dấu hiệu gì về chuyện tình cảm. Tài lộc nhờ có hai hành kim tương hòa nên túi tiền ổn định, không có biến động quá lớn. Nếu cứ chân chính làm ăn thì tiếng vàng sẽ càng xa, lợi nhuận càng tăng trong thời gian tới. Từ vì tuổi Ất Dậu, thủy, không nói xấu người khác, tâm tự khác bình an. Tử vi tuổi Đinh Dậu, hỏa, cái quý nhất là tình cảm chân thật giữa người với người. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thổ, im lặng chính là câu trả lời tốt nhất cho những người dối gian. Tử vi tuổi Tân Dậu, mộc, đừng đánh đồng giá trị của bạn với tiền tài. Tử vi tuổi Quý Dậu, kim, người biết cho đi nhiều mới là người giàu có. Con số may mắn 6, 4, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tương trắng, nâu đậm, quý nhân phù trợ, Tỵ, Sửu. Tử vi tuổi Tuất, ngày mới tuổi Tuất được tam hộ chiếu cố nên công việc bớt vất vả hơn mọi ngày, dù hôm nay là ngày giữa tuần. Tuổi Tuất rất hợp với việc làm ăn xa hay kinh doanh, bạn nói được làm được, vận may tìm đến sẽ càng dễ hơn. Nhờ cục diện thổ sinh kim nên hôm nay người tuổi Tuất được giao lưu với những người xung quanh. Chuyện tình duyên cũng vì thế mà tốt đẹp hơn, có vẻ như cả hai đã cùng nhau đi qua không ít khó khăn, hạnh phúc về sau sẽ càng bền vững. Chính ấn lâm vận nên tài lộc có phần trì trệ, chưa có bước đột phá.
Bạn thân bạn, tự biết bản thân biết đủ và đang phấn đấu từng chút một. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hòa, người với người đều biết sẻ chia thì không có ai là buồn khổ. Tử vi tuổi Bình Tuất, Thổ, làm ác hại người mà cầu bình an thì đều không thể. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, cuộc đời còn dài nên đừng nhìn thấy khó khăn mà đã vội nản. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, sắp đến lúc hái được quả ngọt giữa muôn vàn trông gai. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, đừng nghĩ rằng không ai biết việc bạn đã làm. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, xanh lục, xám, quý nhân phù trợ, ngọ, mão. Tử vi tuổi Hợi, xem tử vi hôm nay, công việc của người tuổi Hợi không mấy như ý vì có thương quan lâm vận. Tuổi Hợi nên cẩn thận trong thi cử hoặc những chuyện liên quan đến giấy tờ. Ngoài ra, muốn thành công thì bạn phải tích lũy kiến thức cho bản thân, đừng nghĩ rằng chỉ cần làm việc siêng năng thôi là đủ. Cục diện kim sinh thủy khiến cho tình cảm có phần thêm may mắn. Có người đến vì lợi dụng bạn, mang đến cho bạn sự thiệt thòi và rồi họ sẽ gặp quả báo hôm nay. Người có gia đình sẽ bớt vất vả hơn nhiều, con cái có hiếu, vô cùng yêu thương cha mẹ. Nếu có tiền thì người tuổi Hợi hãy dành nó để đi du lịch hay trải nghiệm nhiều hơn. Hãy để đôi chân của mình dẫn đến nơi bạn muốn. Miễn không phải là việc ném tiền qua cửa sổ thì các chuyến đi trải nghiệm sẽ giúp cho bạn hiểu rõ chính mình hơn. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hòa, con người dễ bị gục ngã trong những lời đường mật. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, khi nhận ra lòng người, bạn cũng đừng vội buồn khổ. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, người đến với bạn vì tiền, hết tiền thì sẽ rời đi. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, khi bạn có lòng từ bi thì người từ bi cũng sẽ nhận ra bạn. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, con người đa diện, lòng người đa đoan. Con số may mắn 7, 0, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường trắng, hồng, quý nhân phù trợ, mùi, dần. Đánh giá tử vi thứ tư ngày 9 tháng 3 năm 2022 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày hôm nay? Đó có thể là các tuổi Sửu hay tuổi Tỵ. Con giáp nào dễ vướng phải nhiều rắc rối nhất trong ngày thứ tư này? Đó có thể là con giáp tuổi Mão hay con giáp tuổi Ngọ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Nghệ Tốt nhé!